Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, lại tiếp tục là những thông tin sức khỏe bổ ích dành cho quý vị khán giả. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về những thông tin, những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống với những chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vẫn biết rằng thận và các bệnh lý về thận nói chung có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tình dục. Và thậm chí nhiều người còn nói vui rằng khả năng hoạt động của thận thì tỷ lệ thuận với khả năng làm chuyện ấy. Vậy thực hư có phải đa dâm thì hại thận? Ngày hôm nay mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life để tìm hiểu về chủ đề này. Và đồng hành cùng với quý vị xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Tô Hiệu sẽ cùng tham gia thông tin và tư vấn thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Xin chào MC Công Nghĩa và xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, bác sĩ có thể cho biết thận cũng như là những chức năng của tuyến thượng thận thì nó có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của mỗi người? Về thận và tuyến thượng thận, thứ nhất là theo y học hiện đại thì thận có rất nhiều chức năng, nhưng mà chức năng chính chủ yếu là chức năng lọc máu và đào thải các chất cặn bã qua đường tiết niệu. Đấy là y học hiện đại. Còn về trung y hay còn gọi là y học cổ truyền thì ngoài cái chức năng lọc máu được công nhận thì y học cổ truyền còn quan niệm rằng là thận thì còn có những cái vai trò rất là quan trọng khác đối với cơ thể. Nó là cái cốt lõi của quá trình sống. Còn về tuyến thận thì nó là một tuyến nhỏ nằm ở phía trên thận, đấy là về giải phẫu. Và đó là một tuyến nội tiết. Tuyến này thì sản xuất ra rất nhiều loại hormone, hơn 50 loại hormone để thúc đẩy quá trình sinh trưởng, phát triển, sinh sản, quá trình điều hòa huyết áp, đường huyết và hầu như tất cả các quá trình trong cơ thể. Vì vậy là theo một số chuyên gia thầy thuốc đông y ở bên Mỹ thì họ nhận định rằng, họ cho rằng là cái vai trò của thận thì gần đây vai trò của thận ấy, thì người ta nhận thấy rằng có nhiều điểm tương đồng với lại tuyến thượng thận của hiện đại bây giờ. Vâng, thưa bác sĩ, khi nói đến thận và các bệnh liên quan đến thận hay còn gọi bằng từ dân dã là thận yếu thì nhiều người nghĩ rằng là thận yếu sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh lý và từ đó thì sinh lý có thể yếu đi. Vậy thì thận yếu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu, đến chất lượng tình dục của mỗi người ra sao? Bác sĩ Tô Hiệu có thể giải thích với quý vị khán giả. Thứ nhất thì là thận và các bệnh lý của thận cũng như các bệnh lý cơ quan khác đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh lý. Tuy nhiên là thận có mối liên quan mật thiết nhất đến cái hoạt động sinh lý của cơ thể. Nếu mà cơ thể ta bị cái bệnh lý về thận hay còn gọi là thận yếu đấy thì sẽ dẫn đến cái giảm chức năng về sinh lý, biểu hiện như là suy giảm ham muốn tình dục này, rối loạn cương dương. Và thận thì có sản xuất ra một số loại hormone, và khi bị bệnh lý thận thì các loại hormone này nó sẽ bị không được sản xuất và bị rối loạn, mất cân bằng cái hàm lượng hormone này, dẫn đến cái vấn đề yếu sinh lý. Một số bệnh nhân là bị các bệnh lý thận như là viêm cầu thận này, sỏi thận, thậm chí là suy thận thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sinh lý, làm cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược, uể oải, có thể là mất hưng phấn về tình dục. Vâng. Và uể oải trong quá trình quan hệ tình dục, kể cả trước, trong và sau quá trình quan hệ. Vâng, thưa bác sĩ, nam giới mắc các bệnh như là viêm cầu thận, bệnh suy thận hay là sỏi thận thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào trong quan hệ tình dục? Bác sĩ có thể chia sẻ điều này cùng với Công Nghĩa cũng như là những khán giả của Sống Khỏe cùng IDC Life. Nam giới thì nếu mà mắc các bệnh như là sỏi thận, viêm cầu thận, nhưng mà nặng nhất vẫn là suy thận thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thứ nhất, và đến sức khỏe về mặt thể chất thì cơ thể thì bệnh nhân sẽ biểu hiện rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng và rất là uể oải khi thực hiện quá trình quan hệ. Và trong những trường hợp bệnh lý như thế thì người ta khuyên rằng là
nên hạn chế quan hệ tình dục. Thưa bác sĩ, nhiều người thì thắc mắc rằng thế này, khi mà bị các bệnh lý liên quan đến thận, đặc biệt là bệnh suy thận, thì liệu rằng tôi có thể quan hệ như thế nào thì sẽ được coi là an toàn? Quan hệ nhiều thì có ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng hay không? Bác sĩ Tô Hiệu có thể giải thích điều này cho quý vị khán giả. Đối với những người mắc bệnh lý về thận ấy, thì về cái mức độ nào đó thì đã suy giảm chức năng thận ở một cái mức độ nào đó, tùy thuộc vào cái độ tổn thương của bệnh lý thực thể, vậy dẫn đến là suy giảm chức năng sinh lý. Và cũng đây là một câu hỏi của nhiều người thắc mắc là khi bị bệnh lý thận thì có nên quan hệ hay không. Thì tuy nhiên là khi mà bị bệnh lý về thận thì chúng ta vẫn có thể quan hệ, nhưng mà phải quan hệ với số lần quan hệ để nó ít hơn và vừa phải, phù hợp với sức lực, phù hợp với sức của cơ thể. Và quan hệ phải an toàn. Cũng nghe thấy rằng là hiện nay xu hướng điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến thận dùng thảo dược thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì việc lựa chọn những cái sản phẩm uy tín để có thể giúp cho người dân có thể yên tâm sử dụng thì lại một điều là khiến cho họ rất là hoang mang, lo lắng. Vì hiện nay như bác sĩ thấy có rất là nhiều những cái loại thực phẩm chức năng khác nhau và cái sự thật giả lẫn lộn cũng khác nhau. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Tô Hiệu có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả họ có thể tìm được những cái sản phẩm từ thảo dược an toàn như thế nào để có thể giúp phòng ngừa các bệnh lý về thận cũng như là đường tiết niệu và đặc biệt là giúp tăng cường chức năng sinh lý nam giới. Đối với các bệnh lý về thận thì ngoài điều trị bằng các phương pháp Tây y, các thuốc Tây y thì Đông y cũng là một cái giải pháp chúng ta cũng lưu ý. Vì là về cái cơ chế lý luận thì Đông y là theo lý luận của học thuyết âm dương ngũ hành, về cơ chế nó có thể là hoàn toàn khác so với Tây y. Và về căn bản là các vị thuốc Đông y thì cơ bản là rất là khá an toàn, đặc biệt là các vị thuốc mà được sản xuất, được trồng ở trên nước ta thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên là hiện tại có rất là nhiều sản phẩm của Đông y trôi nổi thị trường, vì vậy là chúng ta nên tìm những cơ sở và những cái thương hiệu có uy tín để dùng để làm sao có hiệu quả và tác dụng tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin ngày hôm nay mà Sống Khỏe cùng IDC Life đã cung cấp tới quý vị đã có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên để được tư vấn kỹ hơn thì hãy vui lòng liên hệ theo hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.